Em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay thì hai vợ chồng em cùng với anh Hương á cũng có dịp đi đến xã Thành Hải. Thì hôm trước á thì ở phía là Duyên, năm mẹ con Duyên đây thì cũng có Mạnh Thường Quân hỗ trợ tiền cất nhà tình thương đây ha. Và cũng có thời gian sau thì Duyên bị bệnh về mắt đó anh chị, thì cũng có Mạnh Thường Quân hỗ trợ kinh phí để cho Duyên điều trị mắt. Thì hôm nay thì em cũng ghé lại để thăm Duyên để xem tình hình sức khỏe như thế nào. Mới đi khám bệnh vậy mà. Ai? Duyên á hả? Mới đi khám nữa hả? Dạ. À. Em đi lên tới đại bệnh viện đã nay ta nghỉ không làm. À nhưng mà bữa nay là bớt nhiều rồi phải không? Bớt. À vậy là cũng mừng rồi. Không hẹn bữa thứ ba mà em tới nay mới đi được. À sao vậy? Cái mấy đứa này nó nóng sốt đấy. Ở nhà em đi test Covid cho nó. Có bị không? Không. Cũng đỡ ha. Bây giờ trường học quá trời luôn. Ở trong trường của nó F0 quá trời. Ừ. Em rồi, sợ. Rồi mấy đứa nhỏ này học online học ở nhà học trường con? La cái thằng này được nghỉ. Nhưng mà vẫn còn học ở trường hả? Dạ. Con ăn cơm hả? Nãy chị ăn cơm hay giờ? Thấy đang ăn cơm. Ủa sao ăn cơm trễ dữ vậy? Dạ em mới mua hộp dịch gì cho ăn cơm. Ăn cơm hộp dịch hả? À. Ăn trễ dữ vậy hả? À, em mới về tới luôn á. Mới về. Gì? Em mới đi về luôn á. Mới đi Sài Gòn về hả? Trời ơi. Đi rồi hai mẹ con đi ha, là đi với không, bé lớn con đi. Trời, vậy ổng nó theo vậy hả? Ổng theo. À. Em thấy dịch vậy nó nghe nó dở, tránh dịch quá trời. Ừ. Chỗ đường nó ra em sợ cho đi. Đâu nhưng mà đó. Nhưng mà nay mắt em là khỏe nhiều rồi phải không? Mắt em bớt. À, rồi kinh phí đi nay rồi xài hết bao nhiêu rồi thấy không? Còn ổng không? À, cũng còn anh. Đi còn 2 chuyến bước chắc cỡ 5 triệu đổ lại. 2 chuyến rồi mới hết 5 triệu hả? Dạ. Nhưng mà thuốc rồi bác sĩ cho thuốc mình sử dụng bao lâu? Cho thuốc 7 ngày đó mà bữa nay mới đi được. À. Vậy là cũng được ha. Vậy là đi khám đi trên Sài Gòn về thì thấy bớt bệnh hơn nhiều phải không? Dạ. Nay mắt anh như thấy bớt, đâu có còn cục mủ đâu. Bớt. À, hồi hôm qua em đưa con em đi học á rồi cái nó đỏ đỏ lại cái em sợ. Mới mốt đi ra đường phải đeo kính nha. Ừ. Em sợ nó đỏ đỏ lại. Xe này xe anh Sáu hay vậy? Ông anh nắm anh của Sáu. À. Ông qua xe điện nó bị hư rồi ông kêu thôi để tao cho mượn chở con học, chở mấy cái đi học. À. Sao xe còn xe đạp của tụi con không tự học được hả? Nó đạp không nổi. Xa quá trời xa. Chở đưa giữa chở đứa nhỏ nó kêu đạp không nổi, đạp đi bữa về. Mệt hết tao. À. Khóc ùm sùm nói rồi cái giỏ ngủ lên với cái giỏ em coi. Chị gái rồi thấy thương luôn nè. Đó. Chị gái. Chị gái à, nói chuyện nghe nữa coi, chị này nhiều chuyện chúa nè. Chị này nhiều chuyện chúa nè. Sao? Chị này nhiều chuyện chúa nè. Đi mấy bữa đi với em đi bớt về lên quát lại lên. Đuổi lên đi. Vậy là em đi hồi nào mà em mới về thất thị? Em đi hồi khuya. À. Em đi hồi dắt hồi gà gái. À. Nhưng mà đi khám về thấy có hiệu quả là cũng mừng ha. À. Mừng. Rồi hôm nay lên khám rồi có khám không? Bữa nay lên bệnh viện ta nghỉ. Ủa? Thứ hai em mới làm. Trời đất ơi, phải đi nữa hả? Thứ hai đi nữa. Ừ. Nhưng mà thấy cặp mắt nay thấy đỡ nhiều em ha. Nay hết đỏ rồi nè. Đỏ. Ừ. Đi nó bớt nhất. Bữa đó. Ừ. Đó nói chuyện kìa. Nói chuyện kìa. Thì hôm nay anh xuống thăm gia đình em. Sẵn anh cũng ghi hình để cho Mạnh Thường Quân á. À, yên tâm đã thấy sức khỏe của em tạm ổn. Yeah. Để mà như là cho người ta cũng mừng ha. Yeah. Thì cái phần kinh phí còn lại thì em cũng gói ghém để mình đi điều trị nha. Yeah. À bây giờ trước tiên bây giờ mình lo điều trị mắt đi rồi khỏe rằng mình còn đi làm. Yeah. Chứ nếu mà cặp mắt bị dày là anh nghĩ là bữa hổm nếu mà không có kinh phí này hơi bị đuối á. Dạ yeah, em cũng không có tiền nữa rồi. Ừ. Thì em sợ điều trị đây hoài sợ nó không mua. Ok, giờ mình tốn tiền tí xíu mà nó cho nó chắc cú. Cho nó khỏe mình là được. Đó, mẹ như thế kia. Chị kia nhiều chuyện ơi, chị nói chuyện nghe coi. Chị nhiều chuyện còn hơn tôi nữa. Chị nhiều chuyện còn hơn tôi nữa, tôi đã nhiều chuyện rồi mà chị còn nhiều chuyện hơn tôi nữa chị. Hả chị? Anh tháo khẩu trang ra, nó thấy cái miệng, à. Nó lấy cái miệng mình nó mới chị quá cái. Không? Chị quá cái. Thì sao? Gì? Đi Sài Gòn vui quá mà. Đi Sài Gòn rồi chơi. Đi Sài Gòn chơi mà. Phải không? Sao? À, anh chị thấy thì hiện tại bây giờ cặp mắt của Duyên thì nó cũng đã tạm ổn rồi anh chị. Thấy thì bây giờ chồng đỏ hình như là chồng đen không có còn có một mũ nữa ha. Dạ.
nó cũng đỡ ổn, thì vậy thì cũng mừng. Thì em cũng cảm ơn các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân rất là nhiều đã hỗ trợ kinh phí để Duyên có điều kiện để đi khám bệnh, để mình sớm điều trị cặp mắt của Duyên sẽ khỏe hơn, để còn làm đặng nuôi mấy đứa nhỏ. Anh chị thấy ở nhà bốn đứa bây giờ nhô nhúc không có tiền là khổ lắm, mà gặp thêm bệnh nữa là khổ nữa anh chị. Thôi thì anh đến thăm em chủ yếu là vậy thôi. Dạ. Chủ yếu là để mà cho Mạnh Thường Quân người ta thấy sức khỏe của em như thế nào thôi. Dạ. Thôi thì em cũng cố gắng nha. Dạ. Rồi kinh phí thì dành dụm để mà mình lo sức khỏe nha. Dạ. Cố gắng đi, để tại vì như là cũng như là cái kinh phí này là không phải lúc nào cũng có, nên là mình phải dành dụm để mình đi khám bệnh nha. Dạ. Rồi thôi thì anh về nha. Dạ. Rồi. Em cảm ơn anh chị ha. Đi cảm ơn chú. Đi cảm ơn cô không gửi tiền về cho em khám mắt đó. Bữa nay thấy tươi rồi nè. Bữa hổm xuống thấy rầu thì chứ. Xuống thấy rầu luôn. Anh chị thấy mấy đứa nhỏ nhìn thấy thương. Giờ có một mình Duyên là giờ là lớn ở trong nhà thôi. Duyên mà có vấn đề gì là cũng khổ lắm anh chị. Thì em sẽ tạm ngưng ở đây nha. Chủ yếu thì đến thăm gia đình tí xíu để cho các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân yên tâm về sức khỏe của Duyên thôi. Anh chị thấy ai quen không? Anh chị thấy cái anh này quen không nè anh chị? Chạy nổi không? Trời ơi, chạy yếu xìu. Anh Hương đang chạy cái xe đạp vào đây anh chị. Xe này của ai vậy anh Hương? Hả? Xe của ai hả? Xe mới mua. Mới mua hả? Mới mua anh đi hả? Con gái à. Hôm nay con thấy cái xe này, con thích cái xe này không? Thích. Chịu không? Chịu xe này không? Chịu. Thôi giờ chú đổi cái xe này nha. Bây giờ chú đem xe này xuống rồi chú lấy cái xe kia về, con chịu không? Chịu không? Không biết hả? Chứ giờ cái xe đó giờ hư rồi, chú đem về đặng chú đem về nhà chú trưng triển lãm ha. Thì chú nói với con ở đây là xe này là của ông Năm á, ông Năm mua tặng cho con nha nha. Rồi con nói lớn lên, con nói con cảm ơn ông Năm đi con. Cảm ơn ông Năm. Ông Năm đã cho con cái gì? Cho con xe. Xe đạp ha, con thích không? Đâu con vô con coi thử coi cái màu này coi con chịu không? Con vô thử coi. Lẹ đi con. Thấy chịu không? Con chịu cái màu này không? Chịu. Hay là con chịu cái màu khác để chú đi mua chiếc khác. Thôi hả? Thích ha, thích màu này ha. Ông bơm nữa. Ống bơm nữa. Đó. Cái này là cái ống bơm. Đâu đưa cái ống bơm cao lên coi. Đây là cái ống bơm. Ống bơm xe đạp nữa đây anh chị. Rồi bây giờ đâu con gái con leo lên thử rồi con chạy thử rồi được không? Thử coi. Coi có được không? Bác Nam ơi, thì đây là chiếc xe đạp hai anh em con thì cũng mua ở xã Thạnh Hải ở đây. Ủa, mua tuốt ở trên Giao Thạnh hả? Mua trên Giao Thạnh. Đâu con leo thử con gái. Đâu con chạy thử một vòng để cho ông Năm coi thử con chạy có được hay không. Đâu con chạy thử rồi được không? Đâu bây giờ con chạy ra. Rồi xong con chạy vô thử coi ông Năm coi con chạy có được không nha. Được ha. Rồi quay lại. Rồi quay lại con. Em có nhìn chó không? Rồi quay lại coi. Bây giờ là con bé có cái xe mừng dữ lắm anh chị. Sao mừng không con? Mừng không? Vui nè, đó khoái. Khoái cái xe rồi. Ủa rồi hôm nay em có đi làm không hả em? Có em có đi làm lúc khuya, đi khiêng dưa. Đi làm khuya á hả? Đi khiêng dưa. Khiêng dưa mà dạng như là dưa mà người ta thu hoạch về á hả? Lên xe tải lớn á. Mà dưa anh nói nghe nói mấy rài đây rẻ quá rồi sao? Rẻ quá trời. Rồi mình làm vậy rồi dưa rồi mình có công việc mình làm có tiền không? Dạ có, anh đi khiêng ăn tấn á. Bao nhiêu tấn? 80.000 tấn. 80.000 tấn hả? Rồi nay em ginh được mấy tấn? Em với thằng em ginh được 2-3 tấn vậy đó. Vậy là đúng là phải hai người mới được ha. Hai người khi mới được. Sao con gái? Cái xe này đẹp hơn cái xe của con không? Dạ đẹp. Vậy là thích cái xe này ha. Xe này giờ có ống bơm, con biết sử dụng ống bơm không? Biết.
đâu đâu con bơm thử chú coi thử coi, đặng con chú muốn cho con thử con có biết xài không, cái nào con không biết xài là chú đem về chú tặng cho người khác. Đâu thí dụ như giờ cái bơm này nó bị xẹp, giờ con làm sao? Đâu làm được không? Để mà chú coi là cái nào con phải biết sử dụng chú mới tặng, chứ còn không biết sử dụng chú đem về nha. Con phải biết sử dụng mới được. Đâu đâu rồi, thử coi. Đó. Đó, coi được không? Ủa cái bơm này dễ xài không Hương? Dễ chứ. Em thấy à, kẹp vô. Rồi đâu đứng bơm thử coi bơm nổi không? Giống như thục xì dầu vậy con ha. Đó. À, cái xe này á, là nữ nên là mình mua cái xe màu hồng. Rồi được rồi con. Vậy là con biết sử dụng phải không? Cái nào mà con không biết sử dụng là chú sẽ đem về nha. À, giờ có xe đạp đi học vậy là khoái liền. Anh Hương đâu cái phiếu đâu anh Hương, để mình quay cho bác Nam xem thử ha. Cái xe đó đó hả? Dạ. À. À. Anh chị thấy cái xe này là cái xe mới nè, còn cái xe này là cái xe cũ của con bé nè. Trời ơi gì đâu mà hư hết trơn rồi. Cái xe này giờ chỉ có nước là bán về chai, chứ mà còn sửa lại tốn tiền nhiều hơn nữa ha anh Hương ha. Đây. À, bác Nam ơi thì đây là con mua, anh Hương anh mua cái xe ở cửa hàng Ngọc Sòn. Ở đây là xã Giao Thạnh của huyện Thành Phú tỉnh Bến Tre mình ha. Thì cái giá là 2,2 triệu, mà tại vì mua để cho tặng cho con bé đó, nên là mua cái xe này là giá là 2 triệu ha bác hai ha, bác Năm ha. Do là hôm nay thì tụi con phải đi tới ở đây tụi con mua, tại vì ở đây thì rất là xa, vận chuyển nó cực á, nên là con phải mua dưới này ha. Thì cái xe này là 2 triệu, còn lúc trước cái xe tụi con mua thì nó sẽ khác nha bác Năm. Đó, cái xe này thì nhìn thấy nó chắc chắn hơn, chắc chắn hơn. Nếu mà trên đó mình mua hơn, mua thì dễ rẻ hơn ha anh Hương ha. Xa quá. À xa quá. Xa quá. Xe kia nó bằng xe này. À xe này nó chắc chắn hơn anh ha. À. Rồi con gái thấy chịu rồi. Giờ bảo quản giữ kỹ nha con, để thôi tối coi chừng không đóng cửa lạc mất cái xe nha. Nha. Bây giờ là con có xe này thì con giờ con cố gắng con để con bảo quản con đi học nha con. Dạ. Mới mốt có bạn nào không có xe á, cái con chở ké bạn ha, chở ké bạn, bạn nói thôi bạn không có xe tôi ghé tôi chở bạn luôn, xe này của người ta mua để coi tôi đi học ha. À rồi thôi nói cảm ơn chú. À ngày hôm nay thì em với anh Hương á cũng xuống cũng rất là sớm anh chị, nhưng mà do là con bé đi học á nên là tụi em cũng chờ tới giờ này á là cũng là 5 giờ mấy rồi, bây giờ này thì cũng rất là trễ, nhưng mà tụi em cũng cố gắng chờ đặng tặng cho con bé chiếc xe đạp xong tụi em mới về được. À, thì anh cũng nói với Thích ha. À, thì về cái kinh phí này á là của bác Nam ở bên Mỹ á, là tặng cho con bé nó có chiếc xe đạp để nó đi học ha em ha. À thì còn về mà cái nhà của em á thì hiện tại bây giờ cũng có một ít kinh phí của mình thường quân rồi mà chưa đủ. Sao mừng nghe mừng dữ không em? À thấy xe đạp về thấy con bé đi học cũng đẹp ha, xe cũng đẹp ha. À rồi hay cũng như là hiện tại bây giờ thì về cái kinh phí á thì nó chưa có đủ. Chưa có đủ, nhưng mà bây giờ thì em cũng cố gắng chờ thời gian coi xem tình hình coi làm sao ha. Rồi ở nhà có tiền vô để Hùng vô với Mạnh Thường Quân để làm nhà không em? Dạ không anh. À em mặn không đủ ăn không mà không có dư không gì hết trơn. À không có Hùng vô được. Rồi anh cho nhiêu em cắt nhiêu đó. À em không có tiền phụ vô. À thí dụ như giờ cái nhà này giờ là cái nhà ton ha. Dạ. Thí dụ giờ anh thấy chỗ nào nó hư và anh sửa xương em chịu không? Chịu không? Được không? Hay là làm sao? Hả? Thì mấy anh cho làm sao em như em lấy vậy chứ em à, đòi hỏi gì. À cũng như là anh ở phía bên anh Hương á. Dạ. Thì hôm trước á là anh nghe anh Hương dự toán cái căn nhà này nếu mà mình làm á thì nó sẽ hơi bị nhiều tiền ha. Dạ. À anh Hương cái nhà này ví dụ như mình dự định là khoảng bao nhiêu anh Hương? Khoảng 60. À 60 là mình xây kiến trúc sao anh? Xúc bề ngang 4 rồi về 10. Ừ. Rồi tô bên trong lót gạch. Dạ. Tô mặt trước. Ừ. Nhưng mà theo kiến trúc này là do là chưa có nhà vệ sinh rồi anh ha. Chưa. À. Nhưng mà
chắc nhiều nó mấy thợ thì nó làm luôn cái gì. Thường làm luôn hả? Ừ, thường làm luôn à. À nhưng mà tại vì cái đó là mình dự tính thôi, dự mình tính thôi. Cái gì phải tính quyết toán cho à. Nó kỹ. À nhưng mà thí dụ như giờ anh nghĩ mà ví dụ như làm nhà vệ sinh đồ cho sử dụng hết là khoảng bao nhiêu hả anh Hương? Thì nếu mà làm vệ sinh này kia hết là 65 triệu. 65 triệu. 65 triệu. Nhiêu anh? 65 triệu. 65 triệu ha. Ừ. Em có nghĩ là mình có tiền để làm căn nhà được 60-70 triệu vô không hả? Thích hả? Hả? Sao mà giờ em có ước muốn như thế nào? Có gì em có thể em nói với Mạnh Thường Quân đi, em cứ việc xin đi. Em ước muốn được căn nhà được cho hai mẹ con em. Che nắng kẻ mưa. Em không sợ nữa. Mà bây giờ thì cái khả năng của em là anh nghĩ là chắc nếu mà làm mà chắc lâu dài ha, phải lâu lắm mới có ha. Nhưng mà nhiều khi là làm vừa đủ ăn thôi, nhiều khi cả đời cũng không có luôn. Thì hôm nay á, anh xuống đây thì trước tiên á, thì có bác Năm á, là có tặng cho em á, là đây là 300 đô. Là số tiền á, là được á, là 6 triệu 990 ngàn. Mà bác Năm á, thì cũng có dặn anh á, là thấy bé nó đi học á, cái xe nó hư quá đi. Nên là anh có mua cái xe. Thì cái xe này thì cái giá là 2 triệu, hồi nãy anh có cái tờ giấy cửa hàng đó. Tờ giấy này nó có bảo hành gì không Hương ha? Cái này đâu có bảo hành. Không bảo hành gì hết ha. Ừ. Thì cũng như là hồi nãy anh có tờ giấy cho em coi đó. Cái xe này là 2 triệu ha. Thì cũng như là cái kinh phí là anh cho là 7 triệu đi. Thì hiện tại bây giờ là kinh phí của bác Năm để tặng cho em cất nhà là còn lại là 5 triệu ha. À và cũng có cô Kim Anh ở bên Canada đó, có tặng cho em ở đây là 500 đô tiền Canada. À, tiền đô Canada thì anh quy đổi ra là nó chỉ có là 1 triệu 8 thôi. Thì đang có thêm là được 9 triệu nữa. Là hiện tại bây giờ như là nó đã được là 17 triệu. Đúng không ta? 17 triệu với mua 2 triệu còn 15 mà ông ơi. 7 16 à. À là 16 triệu anh nói nhầm. Nếu thôi anh buồn chịu, anh không có tiền buồn nha. Là tổng cộng như là đây là 16 triệu rồi ha. 16 triệu nhưng mà bây giờ do là anh mua cái xe đạp hết là 2 triệu. Nên nó là bây giờ kinh phí hiện tại bây giờ ở đây là còn lại thêm 14 triệu nữa ha. Thì anh xuống đây hôm nay thì anh cũng trước tiên là tặng cái xe này cho con bé. Rồi anh cũng xin từ phía Mạnh Thường Quân á, xem thử anh đăng video này thì coi có Mạnh Thường Quân nào hỗ trợ thêm tiền để em cất nhà ha. À thì tới giờ đó tính sao thì anh cũng sẽ gói ghém theo kinh phí của Mạnh Thường Quân nha. Chứ nói mình dự tính là được là 60 triệu, 65 triệu, nhưng mà bây giờ thì hiện tại bây giờ quy ra là mới có 14 triệu thôi à. Cái số tiền bây giờ đang thiếu còn rất là nhiều nha em. À nhưng mà thí dụ như bây giờ mà mình em có thể nào mà em cố gắng mà giống như là mình mượn gia đình gì không, được phần nào không? Dạ không. Nói chung mấy mẹ con em sống nhiều rồi, bạn nhiều. Cũng như là anh thật sự thì anh cũng hỏi thử em thôi. Dạ. Chứ nếu mà nói thật sự là anh đã thấy là hai mấy mẹ con em á, dạ, làm là thật sự là chỉ có đủ ăn thôi. Dạ. Làm là ngày nào cũng ăn ngày nấy hết trơn. Dạ. Mà ví dụ như lỡ mà mình làm mà nó có phát sinh ra gì mà mình vay mình mượn á, thì thành ra là mình thiếu nợ nần đồ khổ lắm em ơi. À, cho em dài, không dám. À thì nói thật sự thì nó thiếu nợ nần đồ khổ lắm. Thì bây giờ thì mình dự định là nếu mà bây giờ kinh phí tới đâu thì mình làm tới đó ha. Dạ. Thí dụ như bây giờ kinh phí ít thì mình sửa lại gọn gọn ha. Dạ. Chịu ha. Dạ. Ở đây ví dụ như giờ mình cái nhà này ví dụ như có tôn vậy rồi, ví dụ như giờ mình xây cái tường lên được anh Hương ha. Chắc được. Xây nếu mà kinh phí yếu anh Hương. Nhưng mà nhiều khi mình nghĩ nó ở đây mà giờ xây cái tường lên rồi không lẽ không làm lại thì nó cũng đâu có được ha, ở cũng không được ha. Không có đâu. Dạ. Nó không có dính vào đâu hết. Dạ. Tại cây chỉ một mẻ thôi rồi. Dạ. Đưa vô cây cũng đâu có được. Dạ, cũng khó ha. Nên á em cũng mong các cô chú anh chị mình Thường Quân á có thể là hỗ trợ thêm cho gia đình em thích thêm một ít nữa thì có thể là em cũng vận động xin, rồi bên anh Hương cũng vận động thì có thể là em sẽ đủ kinh phí để cất nhà cho em thích ở cho nó an toàn anh chị. Chứ mà căn nhà hiện tại bây giờ thì anh chị thấy cái nóc toan ở trên thì nó cũng rách nát hết trơn rồi. À thì giờ trước tiên cái em cũng nói cảm ơn bác Năm với cô Kim Anh đi em. Dạ, trước tiên em cảm ơn bác Năm và cô Kim Anh rất là nhiều đã ủng hộ cho em số tiền để dự định cất nhà. À đang che nắng che mưa mấy mẹ con em ở. À cảm ơn rất là nhiều. À
rồi rồi em có ước muốn gì em cứ việc nói luôn ha. À. Em ước muốn là được nguyên căn nhà với cái toilet tắm rửa được rồi. À. Ước muốn gì nữa hết. À. Nhưng mà nếu mà mình được vậy thì cũng mừng em ha. À, nhiều khi nói chứ giờ mình làm mướn như vậy hoài thì nhiều khi cả đời cũng nghĩ là chưa chắc được em ha. Em cũng để em thích mình đích thân mình nói một lời gì đó với Mạnh Thường Quân. Thì em cũng mong là em thích cũng sẽ được các Mạnh Thường Quân yêu thương và hỗ trợ thêm ít kinh phí để mình làm cái nhà ha anh chị ha. Thì video của em bây giờ mình sẽ kết thúc tại đây nha. Em hẹn gặp cô chú anh chị và các bạn vào những video tiếp theo nha.